Vua Hoàng Long. Việt Lương, Việt Hương chưa nhận lương, vẫn nợ tiệt Trạch Tín. Trạch Tín uống rượu gạo, ăn nói rất táo bạo. Thành công ở trong rùa, rụt cổ như mái chùa. Suốt ngày bị dán bùa, dần dần sẽ như chùa dâu. Con sư thì lại làm chư, con sãi ở chùa lại quét lá đa. Con vua thì lại làm vua, con cua ở nhà suốt ngày. Ăn gà, yo. Bao nhiêu giây rồi đấy nhỉ? Hình như được rồi hay sao? Nếu mà muốn cao, hãy nhớ uống sữa. Không nên dùng vữa, kẻo có ngày mất bữa, yo. Đừng nên khinh người, đừng giống như con lười. Có ngày thành tươi ươi, cá không ăn muối cá ươi. Yo.